Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin thú vị trong chuyên mục Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, máy giặt cửa trước thì rất là tiện lợi. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải chú ý đến vài điều để giữ cho máy giặt luôn được hoạt động tốt và đặc biệt là tránh ẩm mốc ở máy giặt. Và làm như thế nào để xử lý vấn đề này? Bây giờ thì Ngọc Diễm và Khánh Huyền sẽ chia sẻ đến quý vị một vài bí quyết đơn giản. Đầu tiên đó là chúng ta hãy để cửa máy giặt cũng như là cái cửa của cái hộc mà để bột giặt á, luôn để mở sau khi giặt, thì như vậy sẽ tránh được tình trạng ẩm mốc. Và thứ hai thì có lẽ chúng ta nên lưu ý rằng là không nên để quần áo ẩm mốc qua đêm ở trong máy giặt. Giống như nhiều nhà vẫn hay thường là giặt buổi tối và sáng hôm sau mới phơi đồ á. Và quan trọng nữa là khi lấy quần áo ở trong máy giặt ra thì lưu ý đừng có để quên đồ ở trong đó. Ngoài ra thì quý vị cũng có ưu tiên dùng bột giặt bằng chất lỏng cho việc giặt giũ. Như thế thì cái hiệu suất giặt đồ nó sẽ cao hơn. Và ngoài ra thì ít bị tồn đọng dung dịch thừa. Và nếu như quý vị sử dụng dung dịch hay là sử dụng bột giặt thì chúng ta cũng lưu ý rằng là đổ một cái lượng dung dịch hay bột giặt ít hơn một chút so với lại yêu cầu của máy giặt. Bởi vì như vậy có sẽ có hai điều lợi. Một là chúng ta sẽ tiết kiệm được. Và cái thứ hai là cái lượng dư thừa của bột giặt nó sẽ không còn lại tồn đọng ở trong máy nhiều. Ngoài ra thì thỉnh thoảng quý vị cũng nên sử dụng chế độ giặt bằng nước nóng. Bởi vì phương pháp này sẽ giúp chúng ta loại bỏ đi cái lượng dung dịch thừa còn sót lại trong máy giặt nếu có.